Vuông Ủa vuông sắp bán gì à? vuông vuông Mày khô, mày đứng cái tao nãy giờ mày không hôi chân hả? Tao giám đốc nhưng mà khô hôi hay gì bà nội? Có nãy giờ nghe mùi tại tưởng là ông tắm mà. Chứ đâu biết tuổi gì là mùi của ông. Vui đó, vui, bắt đầu vui đó, bắt đầu vui đó. Ở đây shop của tao được cái là biến quá đa năng. Tí xíu mày thấy biến ngay, mày thấy tao không? Tí xíu tao lòng. Làm được vậy không? Được. Tháng lương đây 12 triệu một tháng. Em làm liền. Siêng năng chăm chỉ, ngày làm 15 tiếng. Ok. Điện thoại chốt đơn cho khách, giọng nói ngọt ngào dịu dàng. Anh chị mua không? Shop đây á, thật sự là anh chị em đây rất là vui vẻ, hòa đồng tất cả mọi người, thấy không? Mày vô đây làm cái gì cũng được, chơi miễn sao mày phải chịu chăm chỉ làm việc, đúng không? Mày thấy mày đó. Mày đó, mày... Trời, em chăm chỉ lắm. Ừ, đúng rồi đó, đúng rồi. Phải dạng biến dạng quá đa năng. Đa năng lên. Bây giờ tháng mua nhiêu cũng được, cho tao cho mày nhiêu cũng được. Dù tháng tao kẹt quá cho mày 2 triệu, 3 triệu cũng được. Không có được buồn phiền hết trơn trội. Không có buồn. Đúng vậy. Trời ơi. À, đúng chính xác. Đó là tôi cố tình tôi tạo cảm xúc cho mày để các mày ở trong đây shop của mình hoặc hầm của mình á là điên điên cùng cùng tỉnh tỉnh phải lên chợ xong mạnh mẽ cái gì cũng phải có hết. Ok, tính năng con người của mình là hoạt động linh động và sáng suốt. Mà em thì bây giờ em có biết cửa lọ coi thử chơi coi đó là biết coi gì con nhái nè, con này 100% là con nhái nè. Trời ơi, tôi thông minh lắm. Bên kia nhái nè. Con cá dồ nè. Chưa, con này con cá dồ nè. Này cá rô phi nè. Ôi trời, nhân viên ưu tú của tôi đến đi rồi. Cá chê. Chắc chắn là cá chê. Bao ngày tìm kiếm hôm nay đã tìm được một nhân tài. Hey, bây giờ mày nói lại người ta khu này khu gì? Khu nhái nè. Quá chính xác luôn. Nhìn là biết rồi. Nhân tài, nhân tài. Khu ếch nè. Nhìn kỹ, nhìn kỹ. Cái gì? Xứng đáng làm việc sớm hội bên đồ ba sớm. Để hội bên đồ ba có thể phá sáng nhiều lần. Phục tăng ngát mẹ ơi. Cho những cơ hội cuối cùng. Cá dồ. Trời ơi, ơn trời, nhân viên của tôi rồi. Em thông minh lắm, nhìn là biết cá dồ liền. Cá dứa, mẹ ơi mẹ. Cơ hội cuối cùng ngàn năm có một. Qua đây, đứng tại qua đây. Đứng tại qua đây. Cho một cơ hội cuối cùng. Điêu hồng. Cái này là điêu hồng. Bất ngờ chứ ông tưởng thấy tôi hay rồi cứng họng cái gì. Cứng họng lại đâu nói được, tôi quá hay mà. Điêu hồng đúng không? Ừ, chính xác. Nhìn là biết liền. Tiễn đúng không? Tiễn đúng không? Tiễn đúng không? Dạ. Gỗ mua 55 ngàn mới mua. Tính nhận rồi đó. Ý thức không có. Kính thưa cộng đồng mạng, mình đang tuyển một nhân viên, mình cần một nhân viên ưu tú yêu nghề thật sự. Em yêu nghề lắm. Dạ. À, cái bạn này thì mình cảm giác mình có thể nhận được từ cá dứa. Bạn nói cá dồ quá xuất sắc. Từ cá điêu hồng bạn chuyển qua cá rô phi quá giỏi. Dạ, từ khu ếch bạn chuyển qua khu nhái. Ôi tuyệt vời làm sao. Và đặc biệt là một cái khô chạy nhất bên shop của Hòa Mình Ba, đó là cá ngát. Mà bạn chuyển qua hành cá chê. Ôi tuyệt vời biết bao. Nhưng cơ hội đi đến có một lần. Tính nhẫn rồi đó. Bạn giục cái rổ tốn hết 55 ngàn. Tất nhiên là sau này bạn phá của rất là nhiều. Nên xin phép mình có thể kết bạn Facebook với nhau. Like kênh của mình Hòa Mình Ba. Cảm ơn. Tiễn tiễn đi, tiễn đi, tiễn đi mà. Tiễn đi. Không. Đi tiễn. Không. Tiễn đi. Bây giờ thì tiễn. Bây giờ mày tiễn tao không? Tiễn. Mày dằn cọc cho tao
5 triệu. Làm gì? Làm đây dằn cọc. Để mày đang làm mày bỏ về, bà bỏ ngang bỏ ngược về việc ai làm. Tao cho mày làm đúng tháng trời, cái mày lương mày đi luôn sao? Mày dằn cọc với tao đúng 1 năm trời, mày không có mày bước ra khỏi xưởng. Một tháng tao trả cho mày 6.520.000. Nếu mày bắt đầu được nhiều nữa thì tao sẽ trả thêm cho mày. Ok, dằn cọc với tao 5 triệu, làm đúng 5 trời tao trả cọc. Chứ bây giờ tao vô tao huấn luyện gì, mới vô làm việc có 5 7 ngày 10 ngày, 3 4 ngày cái nghỉ à. Tao đây tao khó tính với ai đâu. Tao dễ gần chết chứ đó. Tao chửi cha mắng mẹ ai đâu. Mày vô nghỉ vô nghỉ vô nghỉ à. Lương trả một tháng 6.520.000. Đố anh cái này là cái gì? Dép. Đố anh dép để làm gì? Mày ăn chứ không lẽ để đập mỏ tao. Để tám vô mỏ ông đó, hồi nãy giờ ông chửi tôi dữ lắm rồi nha. Ông đừng tưởng ông tiễn rồi, ông muốn chửi gì ông chửi, ông muốn nói gì ông nói nha. Tôi sáng một cái là gớt cái hàm răng ra ngoài, văng cái hàm hạ nha. Thấy gì không? Thấy gì? Mày muốn nổi tiếng không? Mày quánh tao một cái ngày làm ơi, cộng đồng mạng chửi mày, chửi như mày là cái mày không còn đường đầu ngóc rồi vậy đó. Nhà tao sao luôn có camera kìa. Chứ thật sự với mày không có camera, nãy giờ tao hiền, tao nhịn mày à. Một chục cái camera tôi cũng không sợ nữa. Có chủ nào mà lại kêu tiễn người mà bắt dằn lương vậy không? Rồi chửi người ta. Tôi mới vô phải nói chuyện nhỏ nhẹ với tôi. Tao chửi mày nè, không nói chuyện không nhỏ nhẹ với tôi là tôi quất vô à. Đừng có giỡn mặt với tôi nha. Tao đâu có chửi. Đừng thấy hồi nãy giờ tôi hiền không có làm gì làm. Thấy nhịn rồi làm tới hả? Khi dễ ai vậy? Tao không có khi dễ mà tại tao có camera, tao cố tình tao hiền đó. Đụng tí xíu tao che cái camera lại, tao cắt khúc một cái là chết bù nội mẹ mày luôn. Tao hiền vậy bà con tao mới thương tao chứ trời, gặp nãy giờ gặp mày hiền không có camera nhà tao hay mày đứng ngoài đường coi nãy giờ máu đổ đầy sân rồi con. Trời ơi. Mọi người thấy không, khi nhận việc đó mọi người ơi, khi nhận việc mà người ta chửi mắng mình vậy đó mà họ Minh Đô Ba được học một cái là tĩnh tâm nha. Họ Minh Đô Ba không bao giờ biết mà mình có một cái vấn đề chửi mắng người ta trên mạng xã hội. Họ Minh Đô Ba rất là hiền mà cô này cô vô cô chửi mình quá trời luôn á, mình không nhận việc mà chửi mình quá trời chửi luôn. Mà mình cố gắng mình nói là ừ bạn ơi bạn đi ra về đi, mình không có hợp có công việc của mình, bạn ra về mà đứng chửi hoài đúng không mọi người? Mọi người thấy như vậy đó. Mọi người thấy không vậy? Mọi người thấy rõ ràng không? Nó không phải là ở nhà mình có cái camera mà mình hiền vô tốt bụng đâu. Đó, thấy không, rõ ràng luôn á mọi người thấy không? Đó, rồi để mai mốt là nếu mà có chuyện gì thì mình có thể mình đưa cái hình ảnh này lên trên công an rồi hay là ra mạng xã hội để mọi người đánh giá, quánh giá. Ừ. Giờ tiễn không? Không. Không tiễn mai mốt đừng có đăng nha. Đăng cho đàng hoàng đi. Đừng có đăng như vậy, cho người ta vô và không tiễn. Quánh gì đâu không à. Là thấy cái mặt là không ưa rồi. Đi xin việc làm tao nhịn thôi. Chứ tao xin việc làm tao muốn bỏ máu không chứ đừng nói.